Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 40 ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Cùng dự có đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành có liên quan, thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, các huyện, thành phố. Sau 10 năm thực hiện chỉ thị 40, trước bối cảnh tình hình quốc tế trong nước có nhiều khó khăn thách thức, Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương luôn bám sát các chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, cấp ủy chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, quyết liệt chỉ đạo chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội các tỉnh thành phố trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội đã đạt được nhiều thành tựu, kết quả quan trọng, trong đó nguồn vốn tăng trưởng vượt bậc năm sau cao hơn năm trước. Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2024, tổng nguồn vốn đạt trên 373.000 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với khi bắt đầu thực hiện chỉ thị. Từ khi có chỉ thị, các địa phương trong cả nước đã chú trọng quan tâm cân đối ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách Xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay. Trong 10 năm qua đã có gần 13 triệu lượt khách hàng được vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm. Ngoài ra, tín dụng chính sách còn giải quyết một phần nhu cầu thiết yếu trong đời sống của các hộ nghèo, đối tượng chính sách như giải quyết cho khách hàng có nhu cầu vay xây dựng, sửa chữa nhà ở, xây dựng các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, đảm bảo theo quy định, giúp hàng triệu học sinh, sinh viên vay vốn phục vụ nhu cầu học tập. Tín dụng chính sách cũng hỗ trợ người dân doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID, tiếp cận triển khai một số dự án vay vốn nước ngoài cho mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Cùng với đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã phối hợp với các ủy chính quyền các cấp, tổ chức chính trị xã hội, nhận ủy thác, tổ tiết kiệm vay vốn kiên trì quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao ý thức của người vay trong việc tuân thủ nguyên tắc tín dụng, có vay, có trả, tỷ lệ nợ quá hạn giảm, góp phần bảo toàn, phát triển nguồn vốn cho nhà nước. Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu làm rõ hơn những kết quả kinh nghiệm triển khai chỉ thị 40, đồng thời các ý kiến đều khẳng định chỉ thị đã làm thay đổi một cách sâu sắc về nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội đối với tín dụng chính sách xã hội, từ đó tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, hạn chế việc cho vay lãi nặng, tín dụng đen, cải thiện đời sống, góp phần ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế. Chỉ thị là giải pháp đúng đắn, phù hợp, thiết thực, mang tính đột phá trong chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, qua đó nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp các ngành và đông đảo tầng lớp nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Chính phủ đánh giá cao những kết quả đã đạt được sau 10 năm thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí thư. Khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là phát triển kinh tế gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đi đôi với công bằng tiến bộ xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, các ban bộ ngành trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc thực hiện tốt chỉ thị 40 và kết luận số 06 của Ban Bí thư, nâng cao vai trò trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của cấp ủy chính quyền địa phương, các cấp, các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội, quan tâm bố trí ngân sách địa phương, ủy thác cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, thực hiện có hiệu quả công tác điều hành từ trung ương đến cơ sở, hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò trách nhiệm, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban đại diện Hội đồng Quản trị các cấp, tăng cường trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, sự tham gia giám sát của trưởng cấp thôn trong việc quản lý nguồn lực của nhà nước, đầu tư cho người nghèo, đối tượng chính sách, nâng cao chất lượng tín dụng. Tập trung huy động đa dạng hóa nguồn lực, hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội chủ động báo cáo tham mưu trong việc cân đối, cấp đủ vốn điều lệ, cấp bù lãi suất, vốn thực hiện chính sách tín dụng mới được ban hành, đảm bảo nguồn vốn hoạt động được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, cải thiện cơ cấu nguồn vốn theo hướng ổn định bền vững. Tập trung ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, mở rộng đối tượng được vay theo quy định, góp phần tạo việc làm, sinh kế cho người dân, đồng thời phát huy sức mạnh nội sinh, tinh thần tự lực, tự cường, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người dân, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ cán bộ tận tâm, tận tụy, phục vụ người dân, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng Quản trị và của các cấp, các ngành chức năng nhằm phát hiện, xử lý kịp thời tồn tại và phát huy hiệu quả nguồn vốn.
Với phương châm thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ, nâng cao hiệu quả, lãnh đạo chính phủ tin tưởng hệ thống ngân hàng chính sách xã hội và các cấp các ngành có liên quan tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.